phật tử đại bồ tát hồi hướng khéo léo đó là hồi hướng chẳng cầu quả báo hồi hướng thuận phật bồ đề hồi hướng chẳng chấp trước tất cả thiền định tam muội thế gian hồi hướng vì lợi ích tất cả chúng sinh hồi hướng vì chẳng dứt trí hoạ như lai đó là pháp bất cộng thứ ba vì các chúng sinh phát khởi căn lành cầu trí hoạ của phật chẳng do người khác dạy Phật tử, Đại Bồ Tát đã đến được phương tiện khéo léo rốt ráo bờ bên kia, tâm luôn đoái hoài tất cả chúng sinh, chẳng nhàm cảnh giới phàm ngu thế tục, chẳng thích đạo xuất ly của nhị thừa, chẳng chấp vào ưa thích của mình, chỉ siêng hóa độ. Hay khéo nhập xuất thiền định giải thoát, nơi các ta muội đều được tự tại, vãng lai sinh tử, như dạo chơi vườn hoa chưa từng tạm khởi tâm nhàm mỏi hoặc trụ cung ma, hoặc làm trời đế thích phạm vương chủ thế gian. Tất cả nơi xanh, Bồ Tát đều hiện thân ở trong đó, hoặc xuất ra ở trong chúng ngoại đạo, mà luôn ra đìa tất cả tà kiến, tất cả văn từ chú thuật thế gian, tự ấn toán số cho đến pháp du hí ca múa, thảy đều thị hiện tinh xảo, hoặc có lúc thị hiện làm phụ nữ xinh đẹp, trí huệ tài năng bậc nhất trong đời. Đối với các pháp thế gian và

vấn đáp dứt nghi đều được rốt giáo, tất cả việc thế gian và xuất thế gian cũng đều thông đạt đến bờ bên kia tất cả chúng sinh luôn đến chiêm ngưỡng tuy hiện oai nghi thanh văn bích chi phật mà chẳng mất tâm đại thừa tuy trong niệm niệm thị hiện thành chánh giác mà chẳng dứt bồ tát hạnh đó là pháp bất cộng thứ tư phương tiện khéo léo rốt giáo bờ kia chẳng do người khác dạy Phật tử, Đại Bồ Tát khéo biết đạo quyền thật song hành, trí huệ tự tại đến nơi rốt giáo. Đó là trụ nơi niết bàn mà thị hiện sanh tử, biết không chúng sinh mà siêng hành giáo hóa rốt giáo tịch diệt. Hiện khỏi phiền não, trụ một pháp thân trí huệ kiên mật mà khắp hiện vô lượng thân các chúng sinh, thường vào thiền định thâm sâu mà thị hiện thọ dục lạc, thường xa lìa ba cõi mà chẳng bỏ chúng sinh thường thích pháp lạc mà hiện có thể nữ ca ngâm múa hát, tuy dùng các tướng tốt trang nghiêm thân mình mà thị hiện thọ thân hình xấu xí, bẩn tiện, thường tích tập các việc lành không có các lỗi ác mà hiện sinh địa ngục, xúc sanh, ngạ quỷ. Tuy đã đến nơi Phật trí bờ kia mà cũng chẳng bỏ trí thân Bồ Tát, Đại Bồ Tát thành tựu vô lượng trí huệ như vậy, thanh văn độc giác còn không biết được, hà huống là tất cả đồng mông chúng sinh. Đó là pháp bất cộng thứ năm, quyền thật song hành chẳng do người khác dạy. Phật tử Đại Bồ Tát thân miệng ý nghiệp, làm theo trí huệ thảy đều thanh tịnh, đó là đầy đủ đại từ vĩnh viễn lìa tâm giết hại, cho đến đầy đủ sự hiểu biết chân chánh không có tả kiến, đó là pháp bất cộng thứ sáu, thân miệng ý làm theo trí huệ chẳng do người khác dạy.